Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với cửa hàng Nhị Hoa Nghệ Tay Chiêu Lê. Trong video ngày hôm nay, Chiêu sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm cũng đang được rất là nhiều người quan tâm, đó chính là đông trùng hạ thảo. Thì trong quá trình mà Chiêu kinh doanh Savron thì cũng có rất là nhiều bạn hỏi Chiêu là chị ơi, chị có bán đông trùng hạ thảo hay không? Và đông trùng hạ thảo bên chị là như thế nào và có công dụng như thế nào? Thì trong video này, Chiêu chia sẻ cho các bạn luôn nha. Đây là đông trùng hạ thảo fancy được các thầy cô trường đại học Nông Lâm nghiên cứu và nuôi trồng. Sau khi nuôi trồng xong thì sẽ được thu hoạch và sẽ sấy bằng công nghệ là sấy than hoa, là một cái công nghệ sấy tiên tiến, sẽ giúp cho hình thái sợi nấm cũng như là hàm lượng dược chất ở trong sợi nấm này được giữ một cách tốt nhất. Cho nên các bạn thấy là sợi nấm rất là đẹp nha, và màu sắc của sợi nấm sẽ là màu vàng cam ha, sẽ là màu vàng cam, cả nhà thấy là rất là đẹp mắt luôn nha. Nó rất là khác so với những cái sản phẩm đông trùng khác trên thị trường nha các bạn nha. Thì đối với đông trùng hạ thảo này thì các bạn cũng rất là quan tâm là nó sẽ có những cái công dụng gì và sẽ sử dụng ra làm sao. Thì đông trùng hạ thảo này nó có rất là nhiều cái công dụng đối với sức khỏe của chúng ta, như là sẽ giúp chúng ta là bồi bổ tăng cường sức khỏe nè, ngủ ngon sâu giấc hơn nè, cũng như là chúng ta sẽ ăn ngon miệng hơn nè, và đặc biệt là sẽ giúp cho các anh em là tăng cường vấn đề là sinh lý nè, cũng như là giảm cái hàm lượng cholesterol, là phòng một số cái bệnh khác nữa nha. Thì cái nói chung cái này là chúng ta dùng thì nó nói chung là nó sẽ giúp là tăng cường bồi bổ sức khỏe và phòng bệnh nha cả nhà nha. Thì đối với đông trùng này sẽ có rất là nhiều cách để chúng ta sử dụng. Thì các bạn có thể là dùng vài sợi đông trùng để chúng ta có thể là pha trà để chúng ta uống, hoặc là các bạn có thể là kết hợp vào các món ăn, như là khi chúng ta ăn cháo cũng có thể là cho vài sợi đông trùng vào, hoặc là chúng ta ăn lẩu, hoặc là chúng ta nấu súp chúng ta có thể cho vào, đấy cũng rất là ngon ha. Đồng thời thì các bạn có thể là đông trùng ngâm rượu ha, ngâm rượu cho các anh dùng, cũng như là đông trùng này chúng ta có thể là ngâm mật ong đấy. Thì mỗi một cái cách dùng nó sẽ có cái liều lượng khác nhau, thì Chiêu sẽ chia sẻ cho các bạn vào những cái video tiếp theo nha. Thì trên đây là những cái thông tin Chiêu chia sẻ cho các bạn về đông trùng hạ thảo fancy và một số cái công dụng của sản phẩm cũng như là một số cái cách dùng sản phẩm này. Nếu các bạn có thắc mắc gì thêm thì hãy comment xuống dưới video này, Chiêu chia sẻ thêm cho các bạn nha.